Ngôi sao có những cái góc cạnh nó rất là sắc nét mọi người nhá. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Đấy, nó rất là sắc nét như thế này mọi người nhá. Đấy, nếu mà ốc mà bị tuề rồi thì như thế là có dấu hiệu của máy đã tháo rào mọi người nhá. Đấy. Đây cũng là một chiếc máy zin chưa đụng ốc mọi người nhá. Thì hôm nay thì nhân tiện đây thì em cũng hướng dẫn mọi người cái cách để mà nhận biết một chiếc máy zin. Đây thì nó cũng chỉ được tầm khoảng 70% thôi mọi người nhá. Đấy, còn tầm khoảng 30% nữa thì nó sẽ phụ thuộc vào cái kinh nghiệm của thợ rồi nhá, kinh nghiệm của thợ, và mỗi người thợ thì có một cái cách nhận biết khác nhau và không phải là ai cũng nhận biết được những chiếc máy zin mọi người nhé. Đấy. Đầu tiên khi mà nhận biết được một chiếc máy zin thì thứ nhất là mọi người nhìn ở cái viền này này. Đấy. Mọi người nhìn ở cái viền này. Đây là viền tiếp xúc giữa cái phần vỏ máy bằng nhôm và phần màn hình mọi người nhé. Đấy, mọi người nhìn như chiếc máy này. Đấy. Mọi người nhìn nó có khít không? Nó rất là khít và nó rất là đều mọi người nhé. Nó không có dấu hiệu cạy mở gì cả. Đấy. Nó rất là khít và rất là đều mọi người nhé. Đấy. Nó rất là khít và nó rất đều, mọi người nhìn thấy chưa? Đấy, rất là khít, rất là đều mọi người nhé. Thứ hai nữa, đấy, để mà nhận biết được một chiếc máy màn đã ép kính thì mọi người nhìn vào cái màng loa này. Đây là máy này em đã dán cường lực rồi mọi người. Đấy, mọi người nhìn vào cái màng loa này. Cái màng loa này, thứ nhất là nó đối với máy đã qua sử dụng thì nó vẫn sẽ có bụi của mình, nó vẫn sẽ có bụi. Đấy, nếu mà nó mới quá thì mình sẽ tình nghi ngay là máy đã ép kính hay chưa. Cái thứ hai mọi người nhìn này, cái khoảng cách từ màng loa này lên trên mặt trên của kính, tức là cái độ dày của kính này nó mỏng mọi người nhá, nó mỏng, nó không mỏng quá nhưng mà nó sẽ mỏng hơn một cái chiếc kính ép, nó tầm độ khoảng nó mỏng bằng 1/2 kính ép, rồi kính ép thì nó dày lên khoảng 1,5 lần đến 2 lần so với kính zin này mọi người nhé. Đấy, và cái màng loa này nó rất là khôn, nó rất là khôn, cái lỗ loa này nó rất là nhỏ, cái lỗ của cái màng loa này nó rất là nhỏ và nó có bụi mọi người nhé. Và một vấn đề nữa là đây, mọi người nhìn vào đây, mọi người nhìn vào cái mắt kính cam này. Đấy, kính cam trước mọi người nhé. Đấy, nó trong như này, nó không có bụi mọi người nhé. Đấy, nhiều máy thì zin nó cũng có một hạt bụi, nó sẽ nhiều máy thì zin nó cũng có một tí bụi, nó có một hạt bụi rồi, nó nhưng mà cái tỷ lệ nó cũng hiếm. Thì thỉnh thoảng em cũng gặp nó máy nó chưa mở, chưa thay cam, chưa làm gì nó vẫn có bụi rồi nhá. Đấy, nhưng mà nó chỉ là một hạt, nó rất là nhỏ, siêu nhỏ rồi nhá. Đấy, nói chung là nhìn kỹ lắm thì mới thấy, chứ nếu mà mọi người thấy cam mà bụi rất là nhiều đấy, thì nó chắc chắn là máy đã thay cam rồi nhá. Đấy. Tốt nhất là những cái máy mà đã bụi bụi cam ấy, thì mọi người nên loại. Đấy, tại vì cái xác suất mà để mà một chiếc máy zin mà nó bụi cam thì nó thật sự là nó siêu thấp luôn, siêu thấp luôn mọi người nhé. Và nếu mà máy zin mà có bụi cam ấy, thì nó chỉ là một chút, cùng lắm em chỉ thấy là có một hạt thôi mọi người nhé, có một hạt rất siêu nhỏ thôi. Đấy, đấy, thì như thế thì có thể là máy zin mọi người nhé. Còn nếu mà nhiều hạt vào là chắc chắn là máy đã bị thay cam, rửa cam mọi người nhé. Đấy, cam sau này, cam sau mọi người này, nhìn đấy này, đấy, nó chả có hạt bụi nào, nó không bạc mọi người nhé, nó không bạc và nó rất là cân. Đấy, cam trước này, đấy, nó xanh biếc như này, nó xanh biếc như này, nó không bụi, không bạc và nó rất là cân mọi người nhé. Đấy, cái tâm cam nó vào chính giữa mọi người nhé. Đấy. Vấn đề nữa về vỏ thì cái độ hoàn thiện của vỏ nó rất là tốt, và cái máy vỏ thay thì nó có cái màu nó sẫm hơn là máy vỏ zin mọi người. Đấy, đối với dòng 6S mà màu ghi xám như thế này thì vỏ zin nó sẽ có màu nó sáng hơn là vỏ thay mọi người nhé. Đấy, cái đấy thì nói chung là tùy loại vỏ nhưng đa số là như thế. Cái thứ hai nữa là đấy, mọi người lấy cái móng tay mọi người ca vào đây này, ca vào đây thì cảm thấy là nó trơn. Đấy, nó trơn, tức là nó vẫn có một cái gì nó cập cập, tại vì cái phần quả táo này thì nó làm rơi so với cái phần vỏ nhôm bên ngoài này. Nên là mình vẫn cảm thấy là nó là hai phần riêng biệt mọi người nhé. Đấy, nó vẫn hơi cầm cầm nhưng mà nó cho mình cái cảm giác là nó chỉ hơi một chút thôi mọi người nhé. Đấy, chứ không phải là nó chênh lệch G cao lên hẳn mọi người nhé, hay là G thấp xuống hẳn mọi người nhé. Đấy, chỉ một chút thôi. Đấy, mọi người nhìn nó trơn như này. Đấy, hơi một tí thôi mọi người nhé. Cái thứ hai là những cái khe hở ở những cái đây này, giữa cái đường anten này với lại cái vỏ nhôm này. Đấy, nó rất là khít mọi người nhé, nó rất là khít. Đấy, mọi người nhìn những cái độ hoàn thiện, ví dụ như ở chỗ đèn flash này. Đấy, nó rất là khít mọi người nhé, độ hoàn thiện nó rất là tốt. Đấy, mọi người xem những cái nút này. Đấy, khi mọi người bấm nút này nó sẽ có những cái cảm giác đàn hồi rất là tốt mọi người nhé, đàn hồi rất là tốt và nút của nó rất là chắc chắn, rất là ngay ngắn. Đấy, còn đối với vỏ thay, máy dựng vỏ thay thì cái độ đàn hồi của nó sẽ không được tốt và nhiều khi là
cái nút này nó bị lỏng mọi người nhé. Đấy, nút bị lỏng. Hoặc là nhiều khi ở máy dựng thì mọi người sẽ thấy là ví dụ ở đây có hai cái nút volume cộng, nút volume cộng và volume trừ, thì nhiều khi mọi người sẽ thấy là cái độ cao của hai cái nút này nó không bằng nhau. Ví dụ như cái nút volume trừ này có thể là nó thấp hơn so với nút volume cộng chẳng hạn. Đấy, đấy thì những cái trường hợp đấy thì hoàn toàn có thể xảy ra ở một cái chiếc máy mà máy dựng vỏ thay mọi người nhé. Tiếp nữa thì mọi người chú ý cho em về cái phần ốc này, cái phần ốc này thì mọi người chú ý nó ở bên trong ốc thì nó sẽ là một cái hình ngôi sao mọi người nhé, ngôi sao, nó chính xác là ngôi sao luôn mọi người nhé, ngôi sao có những cái góc cạnh nó rất là sắc nét mọi người nhé, đấy mọi người nhìn thấy chưa, đấy, nó rất là sắc nét như thế này mọi người nhé, đấy, nếu mà ốc mà bị tuề rồi thì như thế là có dấu hiệu của máy đã tháo ra mọi người nhé, đấy, đấy, nói chung là những cái chi tiết nó rất là khít và nó rất là hoàn thiện mọi người nhé. Một cái vấn đề nữa thì mọi người chú ý cho em cái khay sim này, cái khay sim đấy, cái số email ở trong khay sim thì nó sẽ chung với số email của máy mọi người nhé. Đây em cho mọi người xem này, đấy, không biết mọi người có nhìn rõ hay không, đấy, mọi người nhìn rõ không ạ, mọi người nhìn rõ, đấy, mọi người nhìn rõ không ạ, đấy, mong là mọi người sẽ nhìn rõ số email của khay sim là 2111 mọi người nhé, 2111 ạ, thấy chưa? Vâng, thì ở đây số email của máy em sẽ cho mọi người xem nhé. Đấy, số email của máy ở đây nó cũng là 2111 mọi người, như thế này là trùng nhau. Đấy, trùng nhau và khay sim zin theo máy thì bắt buộc nó phải trùng mọi người nhé. Và để đảm bảo nó không phải là cái khay sim mà bị khắc lại email, tức là khay sim thay mà bị khắc lại email. Đấy, thì mọi người sẽ nhìn vào này. Cái chỗ khay sim này. Đấy, mọi người nhìn vào đây nó rất là khít mọi người nhé. Đấy, nó khay sim và cái phần vỏ nó rất là khít, nó ôm khít với nhau mọi người nhé. Và cái thứ hai là màu sắc nó rất là tương đồng. Thì bây giờ thì em sẽ mở cái cây này ra mọi người nhé, để xem là trong máy có zin hay không. Mà em chưa mở máy ra mà em đã dám phát biểu là máy zin mọi người nhé. Đấy, bây giờ thì em cho mọi người xem email lại một lần nữa. Và khi mà anh Vinh nhận được chiếc máy này thì anh Vinh cũng mở máy lên để kiểm tra có đúng xem cái số email nó là 2111 không. Nếu mà đúng thì anh nhận máy, còn không đúng thì anh không nhận máy và bên em sẽ hoàn trả cho anh cái tiền cọc phí vận chuyển mọi người nhé. Bây giờ thì em sẽ tắt máy và mở chiếc máy này ra. Đây, bây giờ em cắm sâu cái dao lam vào cái khe giữa màn hình và vỏ máy để em móc cái màn hình ra mọi người, em bẩy cái màn hình ra. Đấy, em cắm sâu chưa? Cắm sâu chưa? Đấy, thấy chưa? Cắm sâu và bây giờ em bẩy mọi người nhá. Đấy. Bây giờ em bẩy mọi người, nhìn em bẩy này. Đấy, mọi người nhìn thấy em bẩy cong dao lam chưa? Móc cong dao lam chưa? Đấy, nhưng mà cái màn hình của nó có lên không? Không lên mọi người nhá. Đấy, nó chỉ nhích lên được một tí thôi. Đấy, nó chỉ mình chỉ tạo được một cái động lực để mà cái màn hình nó nhấc lên được một chút thôi, tại vì nó có một cái lớp gioăng dính khá là chắc mọi người nhé. Từ cái đời 6S trở đi thì nó sẽ có một lớp gioăng mọi người nhé, nó sẽ có một lớp gioăng. 6S thì nó chưa có khả năng chống nước, nó chỉ là chống bụi thôi, nhưng mà nó vẫn có gioăng mọi người nhé. 6G trở xuống thì nó không có gioăng. Nhiều anh chị nói với em là nhiều khi là em làm video mở những cây 6S như thế này thì có anh chị vào bảo ô 6S làm sao mà đã có gioăng. Nhưng mà 6S là đã có gioăng mọi người nhé, đời 6S là đã có gioăng chống bụi rồi. Đây là gioăng theo máy, đây là gioăng zin của máy, đây là máy mở ra lần đầu tiên. Ở cái dòng này thì nhiều khi là máy mở ra lần đầu tiên thì nó cũng có một hai vết vân tay mọi người nhé. Đấy, thỉnh thoảng thôi, nhưng mà đấy, mọi người thấy chưa, gioăng zin này, gioăng zin, mọi người thấy chưa, gioăng zin. Đây, máy bên trong đây. Đấy, như thế này có phải là em phát biểu liều không ạ? Đấy, máy bên trong có sạch đẹp không ạ? Đấy, tất cả các anh thợ, các shop, đấy, các shop, người dùng mà hiểu biết về máy, mọi người nhìn cái chiếc máy này thì có phải là thứ nhất là nó
nó rất là sạch đẹp đúng không? Nó rất là sạch đẹp. Thứ hai thì máy như thế này là máy mở ra lần đầu tiên,